Với 5G, Viettel sẽ tiếp tục làm bùng nổ các nền tảng cung cấp dịch vụ số ở Việt Nam. Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội tại sự kiện khai trương kinh doanh thử nghiệm 5G của Viettel diễn ra ngày 30 tháng 11. Cách đây một năm rưỡi, ngày 10 tháng 5 năm 2019, khi Viettel thực hiện thành công cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định Việt Nam đã đi cùng nhịp với những quốc gia đầu tiên trên thế giới về công nghệ 5G. Hơn 4 tháng sau, ngày 21 tháng 9 năm 2019, Viettel chính thức công bố phát sóng 5G đưa vào khai thác hạ tầng kết nối vạn vật IoT và nền tảng phát triển xã hội số tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện phủ sóng 5G liên mạch để thử nghiệm về mặt kỹ thuật. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ sự tin tưởng 5G sẽ thực sự đi vào phục vụ cuộc sống, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia. Tiếp đến vào tháng 1 năm 2020, cuộc gọi 5G đầu tiên trên thiết bị 5G do chính Viettel nghiên cứu sản xuất đã được thực hiện, đưa Việt Nam trở thành một trong rất ít quốc gia trên thế giới làm chủ công nghệ này cả về thiết bị phần cứng và phần mềm. Với việc sản xuất thành công thiết bị đầu cuối 5G, Viettel đã lọt top 6 công ty viễn thông cung cấp được thiết bị 5G trên thế giới, bên cạnh Ericsson, Samsung, Huawei và là nhà mạng duy nhất trong số đó. Tròn một tháng sau khi được cấp phép thử nghiệm thương mại dịch vụ 5G ở Hà Nội, tại sự kiện 5G Viettel Xin Chào Việt Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2020, Viettel trở thành doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam chính thức công bố khai trương kinh doanh thử nghiệm dịch vụ trên quy mô rộng. Một lần nữa, Viettel đã thực hiện đúng cam kết với chính phủ và người dân trong việc đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong về cung cấp 5G trên thế giới, thúc đẩy kiến tạo xã hội số ở Việt Nam theo đúng lộ trình. Với 100 trạm phát sóng trong phạm vi số lượng trạm tối đa mà Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép cho giai đoạn thử nghiệm tại ba quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng, các khách hàng của Viettel đang sử dụng thiết bị có hỗ trợ kết nối 5G sẽ ngay lập tức được trải nghiệm dịch vụ này mà không cần phải nâng cấp SIM, điện thoại và hoàn toàn miễn phí. Chia sẻ về những công nghệ được ứng dụng trong hạ tầng mạng lưới 5G của Viettel, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, quyền chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn cho biết, các trạm 5G Viettel sử dụng công nghệ Non-Standalone Access đang được những nhà mạng hàng đầu trên thế giới về 5G như SK Telecom, KT Hàn Quốc, Verizon Mỹ và Vodafone Anh. Công nghệ này giúp cải thiện vùng phủ và tăng dung lượng và giảm nhiễu, bằng thông cải thiện giúp tốc độ 5G tăng tới hàng chục lần, độ trễ giảm đi 10 lần so với 4G. Đặc biệt, toàn bộ anten 5G của Viettel đều là loại 64T, 64R, 64 thu và 64 phát là anten 5G hiện đại nhất trên thế giới hiện nay, có ưu điểm vượt trội gấp đôi cả về bán kính vùng phủ và dung lượng so với anten 4T, 4R, 4 thu, 4 phát đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Ngoài thiết bị của nhà cung cấp Ericsson, mạng 5G của Viettel có sử dụng thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, chế tạo và sản xuất với cấu hình thu gọn, đảm bảo phủ sóng lấp đầy các điểm lõm trong mạng lưới. Các kết quả đo kiểm và thực tế sử dụng cho thấy thiết bị của Viettel và thiết bị của nhà cung cấp quốc tế tương thích cùng hoạt động rất tốt đáp đầy đủ các yêu cầu triển khai, cung cấp dịch vụ cho khách hàng, chứng minh năng lực làm chủ công nghệ của Viettel. Tốc độ đo kiểm hiện tại của mạng 5G Viettel cũng đang là mạnh nhất, lên tới 1,2 đến 1,5 gbps Khách hàng có thể tải một bộ phim HD 90 phút chỉ trong 30 giây, gấp hàng chục lần so với 4G. Cho phép xem bóng đá trực tuyến hay chơi game đồ họa cấu hình cao trực tuyến không có độ trễ với trải nghiệm thời gian thực. Hệ thống Telehut sẽ không chỉ là khám chữa bệnh từ xa mà sẽ là phẫu thuật từ xa, nhà máy thông minh sẽ không chỉ là bán tự động mà là tự động hóa toàn trình, học tập trực tuyến sẽ không chỉ là tiếp cận với tri thức nhân loại mà còn là tham gia trực tiếp vào các nghiên cứu khoa học tại mọi phòng thí nghiệm trên thế giới. Giao thông sẽ thực sự thông minh với xe ô tô tự hành, xe ô tô bay. Quyền chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Viettel, Thiếu tướng Lê Đăng Dũng cho biết. Ông nói thêm Trước đây, chúng tôi nghĩ đó là công nghệ của tương lai, nhưng tương lai đang ở rất gần chúng ta rồi. Sóng 5G sẽ đóng góp mạnh mẽ vào những thay đổi trong đời sống kinh tế xã hội. Thiếu tướng Lê Đăng Dũng cũng cho biết, sau Hà Nội, Viettel sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới để sớm kinh doanh thử nghiệm 5G tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, tập trung vào các khu công nghiệp, quyết tâm thúc đẩy kiến tạo xã hội số ở Việt Nam theo đúng lộ trình. Với vai trò là doanh nghiệp lớn nhất về công nghệ thông tin và viễn thông ở Việt Nam, Viettel đã từng làm bùng nổ điện thoại di động, bùng nổ Internet băng rộng ở Việt Nam. Viettel sẽ tiếp tục làm bùng nổ các nền tảng cung cấp dịch vụ số tiền phòng, chủ đạo kiến tạo xã hội số. Sự kiện chính thức đưa 5G trở thành dịch vụ thương mại thử nghiệm là bước khởi đầu cho quá trình đầu tư phổ cập dịch vụ tại Việt Nam trong tương lai gần của Viettel. Về dự kiến triển khai trên toàn quốc, ông Lê Đăng Dũng cho hay, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đang có kế hoạch đấu thầu chính thức tần số và khả năng là trong năm 2021 sẽ hoàn thành có tần số đầy đủ cho 5G và giấy phép 5G, lúc ấy Viettel sẽ đồng loạt triển khai trên toàn quốc, tương tự như đã làm với 4G rất thành công trước đây.